bác uh, Diệu Mai có câu hỏi và kế đến là uh, xin uh, bác trên uh, xin, xin chị Nhung chuẩn bị nam mô a di đà phật, phật. Uh, Diệu Mai con xin kính chào thầy Diệu âm Tịnh Hải uh, thầy cho con hỏi một câu uh, con có một chị bạn chị cũng biết được pháp môn niệm phật hai uh, ba năm nay chị cũng rất là chăm và có một người chồng thì uh, chồng chị đấy là không phản đối, cũng rất là ủng hộ chị. Và khi chị thấy anh ấy ủng hộ chị thì chị cũng khuyên anh nên niệm Phật đi để cầu về Tây Phương Cực Lạc bởi vì anh chị năm nay là cũng 70 tuổi rồi ạ. Thế nhưng mà quan điểm của anh thì anh lại nói như này à, Tôi thì từ trước giờ là tôi chưa đi chùa nhưng mà tôi ủng hộ bà. Nhưng mà quan điểm của tôi là Phật tại tâm, trong tâm có Phật thì bây giờ bà cứ niệm Phật, bà về Tây Phương. Rồi tôi lúc nào uh, khi tôi lâm chung thì bà về bà đón tôi. Thế thì đấy là quan điểm của người chồng như vậy. Thì con hỏi thầy là hiện tại nay chị cũng đang ở trên Zoom. Chị cũng uh, uh, không đến được đạo tràng. Nhưng mà chị ở nhà chị cũng lên Zoom từ hôm qua hôm nay. Thì con hỏi thầy vậy đấy, quan điểm của người chồng như thế thì... Uh, chị nên giải thích cho chồng như thế nào bây giờ con hỏi thầy ạ nam mô a di đà phật à di đà phật thực ra thì anh nói đúng đấy phật tại tâm tâm ai cũng có phật nhưng mà tâm phật không chịu về tây phương cực lạc thì tâm phật nó dâu chỗ nào đó cũng cứ tiếp tục lành tâm phàm phu cho nên cái lý đạo mà anh nói đó đúng đấy nhưng mà cái sự đạo thật ra chúng ta phải tu chữ lắm mới thoát được những cái vòng mà lóng quẩn bao quanh mãi. Cũng giống như tâm ta là Phật mà nhiều khi tâm ta cái chìm trong chúng sanh nhiều quá, bị lúi với hồng sình nhiều quá chúng ta gỡ không được. Chính vì vậy mà Phật phải giảng dạy đến 84 ngàn pháp môn để gỡ cái tâm Phật chúng sanh khối bị vướng vào những cái phiền não trọng trực của chúng sanh này mà ngài giảng không phải là giảng từ ba ngàn năm nay đâu xin thưa trực cho vị đừng nghĩ là đức thế tôn là một vị thái tử tất đẳng đa ở tại cõi ở tại nước ấn độ là một đâu chư vị nhớ rằng là bốn sư về đức thích ca Môn ni phật đang trị ẩn cả hàng tỷ người ở khắp các quốc độ trong cái thế giới ta bà này không phải là một cái quả đất này thôi mà cái thế giới ta bà của Ngài có hàng tỷ cái ngân hàng ra ta chơi cho không phải đơn giản đâu chưa việc Một cái ngân hàng có hàng tỷ cái cái quả địa cầu tại mỗi quả địa cầu Đức Bổn Sư Thích Ca thị hiện một người Thì một vị Phật thành Phật để cứu độ chúng sanh. ngày giáng đến nhiều khi vô lượng vô biên pháp môn để cũng cứu cho chúng ta trở về cái tánh Phật đấy. Tại Phật là tâm mà nhưng mà không phải dễ gì cứu được chúng ta đâu. Cho nên lý thuyết thì anh nói hay nhưng mà nếu anh thực tập nữa tức là lý sự phải có đàng hoàng thì tự nhiên tâm Phật mình mới có thể thành tựu. Chứ không nói Phật là tâm tâm là Phật mình nằm đó khi nằm xuống rồi sợ rằng là người hộ niệm tới khổ niệm cũng không được nếu lúc đó mà đi tâm phật anh là đâu anh quên mất rồi tâm tôi đang khổ tâm tôi đang bệnh tâm tôi đang lo đang bị vùi dập trong những cái cánh mà dày vò khó khăn của bệnh khổ chứ không phải dễ dàng đâu đúng không chưa vị tại vì tất cả chúng ta đây đều có tâm là phật hết nhưng mà tâm phật chúng ta chạy ngay nào mất tiêu rồi lúc ta buồn lúc chúng ta cười lúc chúng ta khổ đó đủ thứ tâm khổ tâm buồn tâm sợ tâm lo gì đó không phải là tâm phật mà là tâm chúng sanh đúng không cho nên tâm phật chúng sanh tuy ba là một một là ba là cái chỗ này chúng ta hình như đang ở trong cái tâm chúng sanh cho chúng ta trở về tâm phật chưa phải vững vàng đâu nha chưa vậy à gì đã, nhà, uh, uh, chúng con xin thành uh, tâm cảm điện ở trên công đức của ở đây